Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Đây là video thứ hai trong series hướng dẫn tập vật liệu Landscape của mình. Nếu bạn chưa coi video đầu tiên, hãy click cái link mình để ý phần mô tả nhé. Nào, bắt đầu thôi. Bây giờ là một giờ à. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo vật liệu của tường và sàn gỗ. Tương tự, bạn có thể áp dụng cho việc tạo các vật liệu gỗ, tường gạch ốp lát, đá tự nhiên, đá ốp lát, bê tông, vân vân. Vì vậy, mình sẽ không hướng dẫn cách tạo các vật liệu này để tránh việc lặp lại kiến thức. Mình khuyên các bạn nên tập luyện thường xuyên để nắm vững cách tạo vật liệu và khả năng cảm nhận vật liệu. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của kính và gương. Nếu bạn nghĩ vật liệu kính rất dễ tạo và không có gì đặc sắc thì có lẽ sau khi xem xong video này bạn sẽ có một nhận định khác. Nếu tìm hiểu thì bạn sẽ biết có rất nhiều loại kính khác nhau. Mỗi loại kính đều có tính chất và công dụng riêng mà chúng ta thường không quan tâm đến khi tạo vật liệu hoặc sử dụng khi thiết kế. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu kính đơn giản nhất, đó là loại kính trơn, trong suốt. Trước hết, hãy nghe qua phần kiến thức này xem sao nhé. Chiết xuất của một vật liệu là tỷ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không và tốc độ pha của bức xạ điện từ trong vật liệu. Nó thường được ký hiệu là M. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xuyên gấp qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Chiết xuất của một vật liệu là tỷ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không và tốc độ pha của bức xạ điện từ trong vật liệu. Nó thường được ký hiệu là N. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xuyên gấp qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Có thể hiểu đơn giản, khúc xạ là hiện tượng khi ánh sáng đi từ môi trường chất trong suốt này qua một môi trường chất trong suốt khác thì sẽ tạo ra ảo ảnh, bị gãy. Còn chiết xuất là thông số thể hiện tính khúc xạ và tất nhiên mình sẽ dùng nó để setting trong vật liệu kính. Bạn có thể thấy một số thông số chiết xuất của các vật liệu trên màn hình và chúng ta sẽ nhớ thông số chiết xuất của kính để bắt tay vào làm vật liệu nhé. Đối với vật liệu kính, chúng ta hãy chọn Type, Default. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn tích vào phần Transparency. Đây là phần thuộc tính về phần trong suốt của vật liệu. Ở phần Opacity, đây là phần sự mở đục. Nếu mà mình để cái phần này ở mức thấp nhất thì tương ứng sự mở đục bằng 0, đồng nghĩa với phần trong suốt của nó là 100%. Và kéo ngược lại thì độ trong suốt bắt đầu giảm. Ở đây mình sẽ để sự mở đục là 0%. Ở phần tint color thì Landscape giúp chúng ta tint màu cho vật liệu kính. Ví dụ như mình có thể chọn màu đỏ cho kính. Mình có thể chọn phần Advanced để chỉnh nâng cao màu sắc. Ở đây đối với vật liệu kính trong suốt, mình sẽ để màu trắng. Ở phần Refractive Index thì ở đây đó là chỉ số khúc xạ. Mình sẽ nhập chỉ số khúc xạ của vật liệu kính ở đây. Kéo ở thanh này và tùy chỉnh theo ý muốn của mình, hoặc là kích vào dấu 3 chấm bên góc phải. Bạn có thể ấn Set Valor. Ở đây bạn có thể nhập thông số. Ví dụ như là mình sẽ nhập thông số của nó là 1.63. Và ấn Enter. Vì đây là vật liệu kính bóng trong suốt, mình sẽ kéo phần Roughness lên cao nhất có thể. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu kính trơn trong suốt rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo loại kính mờ. Đối với loại vật liệu kính mờ, các bước đầu tiên thì sẽ như là loại kính trơn trong suốt. Sau khi mình tạo ra loại kính trơn trong suốt thì mình sẽ kích chọn vào phần Frosted Glass. Đây là tích chọn phần tính năng mờ của kính. Khi tích chọn Frosted Glass, thanh Roughness bắt đầu trở thành thanh để thay đổi độ mờ của kính. Bạn có thể kéo thử. Bạn bắt đầu thấy kính của mình bắt đầu mờ. Khi kéo vượt quá một ngưỡng thì bạn bắt đầu thấy kính của mình bắt đầu bị mờ đục. Cái này là do phần specular của mình đang ở mức cao, mình hãy kéo specular thấp nhất có thể. Lúc đó thì kính của mình bắt đầu mắc độ đục đó đi. Và bắt đầu có thể thay đổi tiếp Roughness. Ok, vậy là chúng ta đã tạo được vật liệu kính mờ.
Tiếp theo là vật liệu kính mà mình cực kỳ thích để sử dụng trong việc thiết kế, đó là kính đúc hoa văn. Đừng nhầm nó với kính hoa văn nhé. Mình hãy tìm hiểu sơ qua về thông tin của vật liệu này nào. Kính đúc hoa văn được biết đến là kính có hoa văn được tạo ra bằng quá trình nung chảy. Kính được nung chảy trên khuôn và sẽ cho ra các loại hoa văn thực sự tinh tế và có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Kính đúc hoa văn có thể được gia cường lực để đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Cấu tạo của kính đúc hoa văn. Kính đúc hoa văn có thể được dùng ở dạng kính đơn, một lớp hoặc dán với hai hoặc ba thành phần khác. Kính hộp. Độ dày sản phẩm từ 3mm đến 19mm. Kích thước tối đa 1200mm x 2400mm. Chúng ta sẽ add một mask normal vào phần albedo. Mình sẽ chọn hoa văn này. Mình sẽ image fader thành màu trắng và bật transparency lên. Ở đây mình sẽ để sự mờ đục là 0%. Ở phần refractive index mình sẽ setting thông số, mình sẽ set thông số khúc xạ của kính. Về phần bơm mình sẽ add map albedo, ở đây là map normal. Bạn có thể thấy được là vật liệu của mình đã chuyển sang một dạng kính như là hình mô tả. Ở đây tay của nó là bơm map, mình sẽ chuyển về normal map. Tiếp tục bạn có thể kéo thanh intensity để thay đổi độ gouge. Roscinic kéo lên hết cỡ. Specular kéo lên một tí. Ok, vậy là mình đã tạo ra được một loại kính đúc hoa văn. Đơn giản là mình sẽ cần một map normal. Hiện tại Anscape chưa thể hiện map normal màu tím. Mình có thể tắt nó và bật lên lại. Khi bắt đầu nó sẽ chuyển thành màu tím. Tương tự, mình có thể thay đổi map albedo để tạo ra các vật liệu. Kính đúc hoa văn có hoa văn khác nhau, ví dụ như hoa văn này. Bạn ấn No. Và có thể chỉnh lại kích thước. Hoặc là một map kiểu này. Kiểu này đi. Và thay đổi kích thước. Vậy là mình vừa hoàn thành việc hướng dẫn các bạn tạo ra kính đúc hoa văn. Tiếp theo mình sẽ chuyển tới vật liệu gương nhé. Chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua vật liệu gương nhé. Trước đây, gương được làm bằng kim loại, bằng đồng, về sau làm bằng bạc và nó quá đắt để sử dụng rộng rãi. Hiện tại, hầu hết các loại gương được chế tạo bằng cách áo một lớp phản chiếu, lớp kim loại, thủy tinh. Lớp phủ phản chiếu thường được đặt vào mặt sau của kính, do đó nó được bảo vệ khỏi sự ăn mòn và hư hại. Tóm lại, tính chất phản xạ của gương là do tính chất của kim loại tạo ra. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu gương. Vì tính chất phản xạ là do kim loại tạo ra, nên mình sẽ follow vào phần Reflections. Ở phần Reflection, bạn để ý tới phần Metallic. Hãy kéo Metallic lên, thì đây là tính kim loại của vật liệu. Sau đó hãy kéo Rhodnik lên, vì đó là liên quan tới độ bóng, độ phản xạ của vật liệu. Sau khi kéo lên thì mình đã có tương đối về một vật liệu gương rồi. Bạn có thể thấy hiện tại vật liệu gương của mình đang ám màu xanh. Đó là do color ở phần albedo. Chúng ta hãy quay nó thành màu trắng. Đây là vật liệu gương mà mình mong muốn. Mình có thể ứng dụng color ở phần albedo để tạo ra một vật liệu gương đồng bằng cách thay thành màu vàng. Có thể là màu như thế này sẽ ra một cái loại gương bằng đồng.
Ok, mình quay lại với màu trắng. Rất dễ đúng không nào? Trên thị trường hiện nay, một số loại gương có thêm phần hoa văn. Nên sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra loại gương này nhé. Đầu tiên mình sẽ chọn một mã title. Một map có họa tiết như thế này. Lưu ý, nền của nó sẽ là màu đen và họa tiết sẽ là màu trắng. Open nó lên. Việc tiếp theo mình sẽ UV map nó. Ok, như thế này đi. Bạn sẽ thấy trên gương mình bắt đầu có họa tiết. Tiếp theo mình kéo Metallic lên. Kéo thêm phần Grotnik. Hiện tại gương đang có màu đen. Đó là do phần Image Fader. Mình sẽ hê cái phần Image Fader này lên. Và chọn Color là màu trắng. Bạn sẽ thấy cái phần họa tiết đã mất đi. Hãy sử dụng tích tờ ở phần Reflection View Albedo. Kích qua Grotnik. Khi tới gần bạn sẽ bắt đầu thấy gương bắt đầu có họa tiết rồi đó. Bạn có thể điều chỉnh brightness để làm giảm cái độ mờ của phần họa tiết. Hoặc tăng cái phần họa tiết lên. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo vật liệu gương. Bạn hãy tập luyện thường xuyên và thử kết hợp nhiều setting khác nhau. Mình tin rằng các bạn sẽ tạo ra vô số các vật liệu khác. Bạn thấy video thế nào? Comment cho mình biết nhé. Hãy like, share và đăng ký kênh của mình. Tạm biệt. Và mình là Quách Minh Tiến.